cứ vậy hôm nay em sẽ thực hành bài 5 trồng trọt và chăm sóc cây cải. Thầy, trước khi trồng em đã chuẩn bị đất, phân, hạt cải. Đất với phân em trộn lại và em cho vào thùng xốp, còn hạt là em dùng để gieo. Thầy, đây là kết quả sau 3 ngày gieo hạt. Thưa thầy, đây là kết quả sau 6 ngày gieo hạt. Thưa thầy, đây là kết quả sau 9 ngày gieo hạt. Thưa thầy, đây là kết quả sau 12 ngày gieo hạt. Thưa thầy, đây là ngày 15 sau khi gieo hạt.